hào là một trong những tập đoàn sản xuất và phân phối các sản phẩm tấm lợp nhựa polycarbonate hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Vinahome Group với hơn 10 năm kinh nghiệm là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, đã và đang khẳng định được chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trường, trở thành niềm tự hào của Việt Nam, đưa ngành công nghiệp nhựa lên một tầm cao mới. Để có được sự thành công bứt phá ấy, trong suốt 10 năm qua, Vinahome Group luôn tập trung vào các giá trị cốt lõi dài hạn, mang lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp và các đối tác khách hàng, như xây dựng đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, không ngừng đầu tư vào nhà máy sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khi ra thành phẩm. Chúng tôi là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ và nguyên liệu Bayer của Đức với dòng sản phẩm chất lượng số 1 Đông Nam Á, trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các chủ đầu tư và dự án lớn bậc nhất Việt Nam. Tấm lợp lấy sáng polycarbonate hay còn gọi là tấm nhựa thông minh được sử dụng rất phổ biến trong đời sống, được coi là sản phẩm hoàn hảo để thay thế kính cường lực và tấm mica, có chất lượng tốt nhất thế giới nên được sử dụng hầu hết trong các công trình như nhà ở, trường học, building, trung tâm thương mại, shop house. Được đánh giá là đơn vị sản xuất tấm nhựa lấy sáng số 1 Đông Nam Á với chất lượng hoàn hảo, độ bền, tính thẩm mỹ cao cùng với chi phí hợp lý, khiến vật liệu của Vinahome Group luôn được ưa chuộng hơn các nhà cung cấp thông thường. Việt Nam đang có sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, kèm theo đó là lối sống và nhu cầu của người dân ngày một nâng cao. Trong đó, ngành sản xuất vật liệu xây dựng đang phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Chính vì thế, chúng tôi quyết định lựa chọn doanh nghiệp có uy tín hàng đầu Việt Nam, Vinahome Group, để mở rộng thị trường khu vực châu Á, chuyển giao hạt nhựa Bayer của Đức và quy trình công nghệ sản xuất khép kín đạt chuẩn châu Âu, mang đến các sản phẩm chất lượng tiên tiến bậc nhất. Vừa tiết kiệm năng lượng, bền vững và thích nghi với điều kiện khí hậu Việt Nam. Tấm lợp lấy sáng Vinahome Group với loạt các ưu điểm như không độc hại, không oxy hóa, có khả năng chống hóa chất, chống lại các tác động xấu của môi trường, bảo vệ an toàn cho những vật dụng bên trong. Khả năng cách âm, cách nhiệt rất tốt, chống tia cực tím, mức lấy sáng lên tới 90%. Khả năng lấy sáng phụ thuộc theo màu sắc của tấm nhựa thông minh Vinahome, đem lại không gian mát mẻ vào mùa nắng và ấm áp vào mùa lạnh. Dễ dàng đúc, uốn cong, tạo kiểu, thích hợp cho các công trình đòi hỏi yêu cầu thiết kế phức tạp như mái vòm, khung uốn lượn. Phẳng, đẹp, đa dạng về màu sắc, dễ dàng lựa chọn và sử dụng cho nhiều dự án khác nhau. Khả năng chịu nhiệt cao thấp tốt, chống cháy, có thể tự dập tắt khi cháy. Chịu được va đập mạnh gấp 200 lần so với kính. Vinahome Group mang đến các dòng sản phẩm: tấm lợp polycarbonate rỗng ruột, tấm lợp polycarbonate đặc, tấm lợp polycarbonate dạng sóng, tấm lợp lấy sáng composite FRP. Với đội ngũ công nhân và chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, hướng kinh doanh lấy sự hài lòng của khách hàng là trọng tâm, Vinahome Group đã ngày càng khẳng định được vị trí, thương hiệu của mình trên thị trường với 300 triệu sản phẩm được tiêu thụ mỗi năm. Sản phẩm có mặt tại 64 tỉnh thành, thương hiệu duy nhất tại Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu và các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Philippines. Từ khách sạn đến căn hộ các dự án cao cấp của các tập đoàn lớn nhất Việt Nam như tập đoàn Vingroup với các dự án tại Time City, Vinhome Smart City, Vinhome Ocean Park, Vinwonder Phú Quốc, Sun Group, dự án Sun World Hạ Long Park, Vinamilk với dự án mái lợp trang trại bò TH Chumilk, sân bay quốc tế Nội Bài, JVK Marriott Hà Nội, dự án Dương Nội Nam Cường, dự án Eco Park, mái lợp composite chống cháy nhà máy thép Hòa Phát, thép Việt Đức, Formosa Hà Tĩnh, khu nghỉ dưỡng kiến trúc Võ Trọng Nghĩa Cát Bà, trường Trung học cơ sở Bắc Ninh, dự án cầu đi bộ trên cao V-Ship Bắc Ninh, nhà máy Samsung Phổ Yên Bắc Ninh. Chúng tôi đã có thời gian hợp tác với Vinahome trong vòng 5 năm. Thì chúng tôi đánh giá rất cao cái chất lượng sản phẩm của công ty Vinahome bằng những cái công trình của chúng tôi đã được thi công, như là khu liên hợp thể thao của Vin, công trình ở Bắc Ninh và một số công trình ở Eco Park. Các công trình của bên tôi thì sử dụng những cái dự án bằng những cái sản phẩm của bên Vinahome là tấm polycarbonate và những cái tấm nhựa sợi thủy tinh.
thì tôi đã từng xuống dưới cả nhà máy thì tôi đánh giá cái dây chuyền sản xuất rất là tốt và đạt các tín chỉ tiêu chuẩn châu Âu. Chúng tôi hy vọng Vinahome Group không chỉ dẫn đầu thị trường trong nước mà còn là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường ở Đông Nam Á và châu Âu trong việc phân phối các sản phẩm tấm nhựa polycarbonate. Vinahome Group, công nghệ và nguyên vật liệu Bayer của Đức, chất lượng số 1 Đông Nam Á, kết cấu bền vững, độ bền cao trên 30 năm.